Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với bản tin của S News vào chiều ngày 26 tháng 7. Và không biết là trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng mình sẽ có những thông tin nào đáng chú ý nhé. Trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay thì lại có rất nhiều người dân đã phải trở về quê để tránh dịch. Trường hợp của một cô gái sau đây, sau khi trở về quê nhà thì được bố mẹ chuẩn bị sẵn cho cả một khu vườn với đầy đủ đồ dùng sinh hoạt để cho con gái mình tập trung cách ly. Theo đó thì mới đây một cô gái đã chia sẻ trên mạng xã hội TikTok đoạn clip ghi lại cảnh bản thân mình cách ly sau khi được về nhà nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt khi ba mẹ chuẩn bị sẵn cho cô cả một khu vườn. Giữa cỏ cây hoa lá, bố mẹ cô dựng hẳn cả một căn lều bằng bạc ngay chính giữa. Xung quanh đầy ắp nào là chôm chôm, mận, cà phê, nhìn thôi cũng đã đủ thấy gần gũi với thiên nhiên. Không chỉ có túp lều mà ba mẹ của cô gái cũng đã chuẩn bị sẵn cái giường, đệm, gói, chăn và cả quạt phòng khi cô nóng. Thậm chí còn có hẳn bình nước uống có sẵn, đầy đủ bếp núc, dụng cụ nấu ăn và cả khu vực riêng để giặt giũ rửa bát. Ở phía xa túp lều thì bố mẹ cô còn đặt một chiếc ghế nhỏ để thuận tiện gửi đồ ăn tiếp tế ra cho con gái của mình. Nhiều người xem xong đoạn clip đều phải thốt lên rằng cách ly mà như đi cắm trại. Sau khi đoạn clip được đăng tải thì đã nhận về rất nhiều phản ứng của cư dân mạng. Hầu như ai cũng tỏ ra hứng thú với cảnh cách ly mới mẻ này, vừa đảm bảo việc tránh tiếp xúc trực tiếp mà còn giúp mình hòa vào thiên nhiên, không bị bí bách như cách ly trong phòng. Không chỉ thế mà cộng đồng mạng còn dành lời khen cho cô gái vì ý thức cách ly rất đáng tuyên dương, dù trở về nhà đi chăng nữa thì cũng đảm bảo giãn cách an toàn đảm bảo. Mong rằng những nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu cùng với ý thức của mỗi người từ cách ly nghiêm ngặt như cô gái trong câu chuyện trên thì sẽ sớm qua được khó khăn này. Hiện tại thì đoạn clip về nơi mình cách ly của cô gái vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ dư luận. Và còn các bạn nghĩ sao trước nơi cách ly này của cô gái thì đừng quên để lại bình luận cho S News chúng mình biết. Và chúng mình là S News, mọi người đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần sau.